Hello các bạn, thì bài hôm nay mình học về cái phần của Unit 7. Thì có một số phần mấy bạn chưa nhớ bài hết, đó là How's the weather? Thì câu hỏi này dùng để hỏi thời tiết hôm nay thế nào. Thì câu trả lời là It's sunny. Rồi mình sẽ gắn với cái thời tiết, ví dụ như là it's sunny là hôm nay nắng nha. Rồi vậy thì mấy câu về đọc lại nè, một số câu ví dụ như là cách hỏi về thời tiết như thế nào, thì có cách hỏi là how's the weather. Mấy bạn chưa thuộc cái này nha, how's the weather, và khi trả lời mình sẽ dùng is cộng với thời tiết hôm đó. Ví dụ như là it's sunny, it's rainy, it's windy, hoặc là it's cloudy. Những từ hôm trước thì mình có học trong sách rồi, quên thì mấy bạn có thể mở ra coi lại. Rồi sang phần part 1 nha, thì mình sẽ có một số cái cuộc nói chuyện với các bạn, thì có một số từ mới thôi, nhưng mà từ mới không nhiều nha. Ví dụ trong cái câu này cô có cho ghi và cho ghi nghĩa trên lớp rồi, bây giờ cô đọc lại, các bạn về nhà tập đọc và hôm sau đọc lại cho cô nghe ha. I like robots. I like robots. What about you? What about you? I like dogs. I like dogs. I like rabbits. I like rabbits. I like rabbits too. Rồi. Và bên cạnh đó ha, thì hôm nay có học một số từ, ví dụ như là rabbit thì nó có nghĩa là con thỏ nha. Thỏ. Rồi papaya là quả đu đủ. Rồi ngoài ra thì mấy cái từ này, robot không mới lắm nha, mấy từ này mình có gặp rồi nha. Con robot. Rồi. Mấy bạn khi mà mấy bạn học từ thì mấy bạn phải ghi cái từ đó ra giấy để học cách ghi chữ nha. Hôm nay hỏi bài mấy bạn ghi những cái từ cũ lại, mấy bạn đọc được nhưng mà mấy bạn không có viết được nha. Rồi mình về nhà lấy cái giấy nháp ra, tập viết cái chữ đó nhiều lần thì sẽ biết cách viết. Rồi cô đọc lại lần cuối nha. House The weather. Thời tiết hôm nay thế nào? It's sunny. Hôm nay trời nắng. Rồi con thỏ là rabbit. Quả đu đủ là papaya. Con robot đọc là robot. Và ở trong sách ở đây nha, nó có S là vì số nhiều. Nhiều con búp bê, nhiều con thỏ. Cho nên người ta sẽ bỏ thêm S ở đây. Rồi cô đọc lại bên này nha. I like robots. What about you? I like dogs. I like rabbits. I like rabbits too. Rồi về nhà mấy bạn thử gắn cái món đồ yêu thích của mình vô cái chữ I like. Rồi ví dụ như là mình thích xe, mình có thể nói là I like cars. I like cats. I like apples. Rồi. Bài của mình như đây thôi nha. Ok, goodbye class.